<laughs> Tấm bản đồ này giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc khám phá thế giới trái cây. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến một khu vườn để khám phá một loại trái cây nhé. Trái gì vậy tí? Làm na tò mò quá à. Tí đọc một câu đố dân gian liên quan đến loại trái này, xem na có biết không nha. Da cốc mà bọc trứng gà Bổ ra thơm phức, cả nhà muốn ăn À, Na biết rồi Đó là trái mít phải không? <laughs> Na ơi, hãy lại đây mà xem nè, trái mít này thật lớn, nó còn nặng hơn trọng lượng cơ thể chúng ta đó. Ồ, ờ, vậy tí không biết à. Mít là loại trái cây ăn được lớn nhất trong thế giới các loại trái cây da thô. Mỗi trái mít có thể nặng tới hơn 30 kg kia mà. Ai mà làm náo động khu vườn bình yên của ta lên vậy? Dạ, dạ dạ chúng, chúng cháu, cháu chào ông thần mít ạ à. chúng cháu muốn được khám phá thế giới trái cây nên hôm nay ghé qua giường mít này và muốn tìm hiểu ông có thể giúp chúng cháu được không ạ à. <laughs> được được tưởng gì khó khăn chứ chuyện đó thì thần ta dư sức các cháu biết không mít là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng được trồng nhiều ở vùng nông thôn trên khắp đất nước. Các cháu có thể gặp các loại mít như mít mật, mít dài, mít dừa hay mít tô nữ. Các cháu thấy không? Khi mít chín, mùi vàng ống, hương thơm rất đặc trưng, ăn có vị ngon ngọt. Còn nữa, theo tài liệu của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, trong muối mít chứa nhiều chất đường, đạm, các loại vitamin A, B 1 B 2 C và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thần mít ơi, cháu được biết là mít có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh thiếu máu và các bệnh đường ruột phải không ông? Đúng rồi đó, các cháu đợi tàn chút nha, ta có cái này rất hay. đây là món mít say khô ta tặng các cháu về làm quà cho gia đình cháu cảm ơn ông còn bây giờ chúng ta cùng ăn chè mít và kem mít nha vâng ạ vâng à. à. xíu ăn xong ông cháu mình đi thăm lại vườn mít ông nhé <laughs> được rồi mít là một loại cây ăn trái da thô có quả lớn nhất một loại trái cây giàu dưỡng chất và tốt cho sức khỏe của con người ở nước ta mít được trồng nhiều ở đắk lắc và một số tỉnh đồng bằng sông cửu long ăn mít có tác dụng phòng các bệnh về đường ruột bệnh thiếu máu quán gà và hang xuyển nhất là đối với trẻ em hệ tiêu hóa còn chưa phát triển đầy đủ thì mít là một loại trái cây rất tuyệt vời các bé hãy thưởng thức hương vị thơm ngon của những muối mít vàng ống nhé bạn có biết quả mơ lần đầu tiên được trồng ở Trung Quốc khoảng 4.000 năm trước? Lịch sử về cây mơ gắn với một câu chuyện về y học và giáo dục rất hay đó. Có phải câu chuyện về một danh y đại phu có tên là Đổng Phụng không na? Đúng rồi đó tí à,